Thưa quý vị, chúng ta đang sống trong những ngày cuối cùng của năm Quý Mão. Vào thời điểm này thì chắc hẳn gia đình nào cũng đang tất bật để chuẩn bị cho cái Tết đủ đầy và tươm tất nhất. Trong không khí nhộn nhịp chung đó thì những người trẻ cũng có những cách đón Tết riêng của mình. Để có những ngày Tết thật sự ý nghĩa bên người thân, vậy họ đang làm gì trong những ngày này? Mời quý vị cùng đến với phóng sự sau đây. Vào những ngày cận kề Tết thì nơi tấp nập nhất vẫn là cửa hàng bán đồ trang trí, các vườn hoa, vườn cây cảnh. Để có thể trang trí cho ngôi nhà đón Tết theo ý của mình, em Lục Thị Phương đã trực tiếp đến cửa hàng để chọn mua. Là một người yêu thích những cái mới nên em Phương chọn mua những mẫu trang trí trong nhà ngày Tết theo phong cách hiện đại. Em Phương ưu tiên chọn những món đồ có màu sắc nổi bật, mang không khí của tươi vui và ý nghĩa cho ngày Tết. Trong những ngày Tết thì em thường dọn dẹp và trang trí nhà cửa. Trang trí nhà cửa là phần không thể thiếu trong ngày Tết. Và em sẽ mua những đồ vật màu đỏ để trang trí cho ngôi nhà thêm may mắn, tài lộc và rực rỡ. Em tự tay trang trí nhà để muốn ngôi nhà thêm nổi bật, đẹp đẽ. Việc làm này mang lại cho em cảm xúc rất là háo hức, ấm áp và tuyệt vời khi được ở bên người thân và gia đình. Ngày cận Tết, dù một mình phụ trách quét dọn và trang trí nhà cửa, nhưng em Phương vẫn cảm thấy vui. Vì sau một năm, đây là lúc em được tự tay trang trí, ngắm nhìn lại tổ ấm của gia đình. Từng đồ vật trong nhà đều được em sắp xếp khoa học và đẹp mắt. Em cắm cảnh hoa yêu thích vào chiếc bình xinh xắn để đặt giữa nhà. Màu của những quả lựu cùng hoa lá đã làm cho ngôi nhà thêm phần ấm cúng. Có thể trong lúc này, nhiều bạn trẻ đang tranh thủ thời gian để gặp gỡ bạn bè hay tham gia những bữa tiệc cuối năm. Nhưng năm nào cũng vậy, Phương đều tự mình làm đẹp cho ngôi nhà. Vì em cảm thấy công việc này thật sự ý nghĩa. Nó không chỉ giúp em cảm nhận không khí của ngày xuân, mà còn giúp em hiểu về giá trị của ngày Tết. Trong những ngày Tết em thường dọn dẹp và trang trí. Trang trí nhà cửa là một phần không thể thiếu trong ngày Tết. Ví dụ như trồng hoa, trưng cây, trang trí cho phòng khách thật đẹp ạ. Tự tay trang trí nhà cửa đón Tết là muốn ngôi nhà của mình nổi bật và rực rỡ hơn. Việc làm này mang lại cho em cảm xúc rất là háo hức, ấm áp và tuyệt vời khi ở bên người thân và gia đình ạ. Giống như em Phương, những ngày này chị Triệu Thị Phấy cũng đang tất bật chuẩn bị đón Tết. Dù năm nay chị Phấy mới về làm dâu, chưa biết gói bánh chưng, nhưng chị rất chăm chỉ học gói từ các bà, các mẹ. Đối với người sao đỏ thì ngày Tết Nguyên đán không thể thiếu được bánh chưng lưng gù. Vì thế việc gói bánh ngày Tết cũng là trách nhiệm của người phụ nữ. Thế nhưng mỗi khi gói bánh, các thành viên trong gia đình lại thêm gắn kết và hiểu nhau hơn. Sau khi gói bánh xong, ý nghĩa nhất là lúc nấu nồi bánh chưng. Cả gia đình quây quần bên bếp lửa rực hồng. Mùi hương thơm của gạo nếp và lá dong đã lan tỏa hương vị Tết khắp các bản làng. Những giây phút này thật đáng nhớ, làm cho mỗi chúng ta thấy bồi hồi trước khoảnh khắc giao hòa của đất trời giữa năm cũ và năm mới. Tôi là một người trẻ muốn được gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc sao? Muốn học để gói bánh với lại mặc làm quần áo dân tộc như những người già theo phong tục của dân tộc mình. Khi mà gói bánh chưng thì cảm nhận là Tết đến gần hơn, mình rất là vui. Còn đối với em Đàm Thị Thương, một công nhân làm việc tại khu công nghiệp Bắc Ninh mới về quê cho rằng những ngày Tết rất ngắn ngủi nên cần dành nhiều thời gian bên gia đình. Vì thế mà em Thương đã đăng ký xin nghỉ Tết Nguyên đán với công ty từ ngày 26 âm lịch. Việc đầu tiên khi em trở về quê đó là gặp gỡ bạn bè và cùng nhau đi mua sắm Tết. Em cảm thấy việc tự tay mình mua sắm đồ vật mới hay bánh kẹo cho gia đình vào những ngày này thật ý nghĩa. Nó khiến cho em cảm nhận không khí của Tết đang đến thật gần.
Theo em là nếu mà đi làm được vào những ngày cận Tết, ví dụ như ngày 30 thì mình sẽ nhận được một số tiền thưởng khá cao hơn với những ngày bình thường. Nhưng mà em cảm thấy là Tết thì chỉ có là một lần duy nhất một năm, thì em thấy việc chuẩn bị không khí Tết, ví dụ như đi mua bánh kẹo và chuẩn bị cái không khí để chuẩn bị đón Tết cùng với gia đình nó ý nghĩa hơn tất cả. Vào ngày Tết, các bạn trẻ ai cũng muốn tặng một món quà nào đó thật ý nghĩa cho người thân. Có những người tặng cho bố mẹ một món đồ thật giá trị, nhưng cũng có những người dành tặng cho bố mẹ món đồ đơn giản nhưng lại thật sự cần thiết. Thế nhưng, cho dù là món quà nào, thì đó cũng là tấm lòng của những người con dành cho người mình yêu thương nhất. Bình thường những món quà ngày Tết của em thường chọn những món quà mà nêu được lên cái tình cảm em dành cho bố mẹ. Nó không quan trọng về giá trị nhưng mà nó mang được cái tình cảm của em dành tặng cho bố mẹ. Ví dụ như chỉ là đơn giản là một chiếc áo, không cần quá cao sang nhưng mà nó thể hiện được cái ý nghĩa là em muốn cho bố mẹ có một sức khỏe dồi dào và có một năm mới bình an và mạnh khỏe ạ. Có thể thấy mỗi bạn trẻ đều có cách đón Tết riêng của mình, nhưng đọng lại sau mỗi câu chuyện đón Tết vẫn là hương vị Tết của tình thân. Trong nhịp sống hiện đại, nhưng thế hệ trẻ Cao Bằng từ thành phố đến nông thôn vẫn luôn gìn giữ nét đẹp Tết cổ truyền của dân tộc. Những việc làm, suy nghĩ của họ đã làm cho không khí của ngày Tết trở nên rộn ràng hơn, mang đến sức sống tươi mới cho ngày xuân thêm ý nghĩa. Nông dân thêm lúa thóc, người thương gia mau phát tài. Thưa quý vị và các bạn, một mùa xuân mới đang về trên khắp các phố phường, nhà nhà, người người đang tất bật chuẩn bị cho cái Tết tươm tất đủ đầy nhất. Không khí của những ngày cuối năm thật gợi cho lòng người nhiều cung bậc cảm xúc. Đó là sự giao xuyến với năm cũ, bồi hồi chào đón một năm mới thành công hơn. Trong thời khắc ý nghĩa này, chúng tôi xin gửi đến các bạn trẻ những lời chúc tốt đẹp nhất. Chúc các bạn đón năm mới may mắn, bình an và hạnh phúc. Đến đây, thời lượng của chuyên mục Thanh niên tuần này xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.